lâu luôn, bởi vì mình đang thử thính á. Bây giờ mình đang đi tới một con kênh, con kênh nhỏ thôi, xem coi có cá không nha. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Có một con rắn. Điện thoại của mình mới rung lên, con rắn nè. Con rắn. Hai hen. Hả? Ở đồng quê là có rắn, có chuột, có sâu luôn á. Yeah, có rắn rồi. Rắn này rắn con. Ừ. Chắc vòng vòng để có rắn đó. Con thích. Ok, mình bắt được con rắn rồi. Bây giờ mình sẽ đưa máy cho Sukun đi lại cái chòi đằng kia nha. Đây, Sukun. Rồi, đi thôi. Đây, bạn nhóm Sukun đang đi đến cái bờ kênh. Ở đằng kia có một cái chòi. Mình sẽ quay phim lên cho các bạn xem nha. Rồi, đó là chỗ dưa đấy. Người ta giữ dưa. Chỗ giữ dưa. Rồi cái chòi để người ta nghỉ trưa nữa. Đây, Sukun đang đi giữa cánh đồng ở quê mình. Được 5 Pokemon rồi chứ bộ. Đây là một clip thực tế mình đi bắt Pokemon ở đồng quê, mà chính xác là ở một cái cánh đồng. Đáng lẽ là đang mùa nước nổi. Đây rồi, một cái điểm đây. Đây là đặc trưng của miền nước lũ. Đặc trưng của miền nước nổi quê mình, mùa nước nổi quê mình. Mới vừa thấy một con Pokemon nữa. Đây rồi, con nắm đấm sắt, nắm đấm thép giữa cánh đồng luôn. Đây rồi, các bạn thấy chưa, đây là một con nắm đấm thép giữa cánh đồng quê mình nha. Rồi, Sukun bắt đi nào. Bắt chưa? Sao mình không hiểu tại sao nó lại xuất hiện giữa cánh đồng nữa. Cánh đồng thì xuất hiện răng chuột với con xuất hiện con nắm đấm. Đây rồi, bắt được con này rồi. Buổi chiều các bạn ra ruộng thì rất là mát, gió đây thổi rất là mát, gió thổi rất là dữ luôn á, mát lắm, thoải mái lắm. Mình đã bắt được 6 Pokemon rồi, không gọi là tương đối thành công nữa chứ nhỉ. 6 Pokemon luôn á.
đi ra bờ sông coi có Pokemon không nha. Bởi vì hồi nãy giờ là tụi mình đang ở trong ruộng á, đang ở vô thẳng sâu trong ruộng luôn. Giờ mình ra bờ sông ngoài kia xem coi có Pokemon gì bất ngờ cho tụi mình không. À, ở đây có một cây cà na nè các bạn ơi. Cà na chín rụng luôn kìa. Đây, đây là một nhánh cà na. Nó rụng xuống đất luôn á. Cái nhánh nó quằn xuống đất luôn, tập ú ù hu luôn. Đây nữa đây. Đây, đây là cây cà na nha. Cái nhánh mà bạn Sukun đang hái là nó bị gãy xuống. Bên đây là cây cà na đây. Qua wow, trái kìa. Quá trời luôn. Đây. Đây là những trái cà na mọc ú luôn. Nó già hết rồi. Ăn được rồi nè. Wow. Đâu mình coi nó mềm chưa? Nó mềm luôn rồi nè. Mình ăn được rồi, nó dễ rụng lắm. Đây rồi. Trời luôn. Đây là cà na. Các bạn thấy hấp dẫn chưa? Một xíu mình chấm muối ăn. Chín đó. Đây là cà na. Cà na già lắm rồi. Chín hết rồi. Các bạn thấy hấp dẫn không? Bỏ cà na vào túi quần đi. Rồi. Đây là trái cà na. Bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem nha. Wow. Thích chua. Nó chua, chát nữa. Cái này phải có muối chấm vô á. Ngon lắm. Ngon. Để mình cắn miếng nữa nha. Chua quá. Dạ. Bạn Dung Sukun đang cầm máy đấy. Trò này là trò giữ dưa. Đằng đây người ta trồng dưa ở ngoài bên đây và người ta cất cái chòi trên đây để người ta giữ dưa. Ở đây này có một cái cầu rất là xinh xắn. Ở xa xa đằng kia thì có một cái nhà người ta đang hát karaoke. Đây có một con kênh nè. Đây là cây bình bát.